Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Chị em ruột của Hoàng Thị liên tục có động thái ám chỉ về drama của nàng hậu, sẵn sàng kiện tụng. Thời gian gần đây, á hậu Hoàng Thị liên tục được nhắc tên bởi loạt lùm xùm tấn công ồ ạt. Nghiêm trọng nhất là vụ việc người mẫu Lê Thanh Thảo tố nàng hậu vu cho tội ăn cắp túi. Trước những drama này, Hoàng Thị vẫn giữ thái độ im lặng. Tuy nhiên, nếu như Hoàng Thị không có động thái gì liên quan đến những ồn ào này, thì chị em ruột của nàng hậu lại có chia sẻ đáng chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, em gái Hoàng Linh, nữ chính hụt Người Ấy Là Ai mùa 3, bất ngờ đăng đàn về việc chị gái nuôi mình đi học luật 7 năm và giờ đã có cơ hội để dùng. Cô viết, chị em nuôi em đi học luật, giờ dùng em hơi bị sướng, đúng là nuôi em 4 năm dùng 1 giờ, à nhầm em học tận 7 năm. Dưới phần bình luận, Hoàng Linh còn ghi, đúng là người ta nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, 2011-2021. Trùng hợp thay, 2011 chính là thời điểm mà Hoàng Thị đi thi Vietnam's Next Top Model chung với Thùy Dương, Lê Thúy, những người có liên quan đến câu chuyện Where's My Saleo. Không chỉ vậy, quan sát loạt tương tác của Hoàng Linh với dân mạng, có thể thấy cô đang lấp lửng việc Hoàng Thị bị ai đó vu oan, thậm chí Hoàng Linh còn ám chỉ ai đó làm tăng độ ly kỳ, đạo diễn quá giỏi về câu chuyện nào đó. Thậm chí khi được một dân mạng hỏi cứ ra pháp luật cho rõ ràng em nhỉ, Hoàng Linh liền phản hồi, phải làm một lần cho biết anh ạ. Chưa dừng lại ở đó, chị gái Hoàng Thị và Hoàng Linh đã bóng gió về một nhân vật nào đó. Người ta đã để yên cho mấy năm kiếm cơm khỏi dơ mặt rồi mà còn lên la làng cho người ta biết mình vừa ăn cắp lại la làng, khổ thật, chả hiểu sao lại chọn cách nổi như vậy, kiếm thêm mít anti của người ta làm fan của mình làm gì không biết, mình đã nhân từ nhân nhượng rồi mà còn không biết điều, thật sự không thể thương tình cho được. Không chỉ đích danh sự việc nào đó, song những phát ngôn này khiến dân mạng nhớ tới drama gần đây của Hoàng Thị. Phải chăng cô muốn ám chỉ mọi thông tin đang lan truyền chỉ mang tính một chiều, Hoàng Thị không xấu xa như những gì tố tụng và sự việc sẽ được làm rõ trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.